Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình tiếp tục làm một cái bài chia sẻ cho các bạn lập trình BFCX7200 của hãng Siemens, sử dụng cái phần mềm Teria Coway 14 để lập trình cho nó. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái chương trình là điều khiển đèn giao thông là Y0.0 là nút Start, Y0.1 là nút Stop, Y0.0 là đèn xanh 1, Y0.1 là đèn vàng 1, Q0.2 là đèn đỏ 1, Q0.3 là đèn đỏ 2, Q0.4 là đèn vàng 2, Q0.5 là đèn đỏ 2. Thì tương ứng với là đèn xanh là sáng trong 10 giây, đèn vàng sáng trong vòng 5 giây và đèn đỏ sáng trong vòng 15 giây. Ở đây là cái sơ đồ mình đã làm các bạn. Thì giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mình làm trên cái phần mềm Teria Proto Q14. Thì đầu tiên thì các bạn mở cái phần mềm Teria Proto Q14 lên. Đây này các bạn. Đây là cái phần mềm Teria Proto Q14, các bạn mở nó lên. Ở đây thì các bạn chọn Create New Project để tạo một cái project mới. Ở đây nó mặc nó để là Project 13, thì sau đó các bạn bấm Create để tạo. Sau đó các bạn bấm vào Configure ở Device này các bạn. Chọn Add New Device. Ở đây các bạn chọn bộ controller. Thì chọn Siemens X7200. Sau đó các bạn chọn CPU. Ở đây mình sẽ chọn con CPU là 1215C ACDC GLI. Sau đó các bạn chọn phiên bản của nó là phiên bản 4.2. Đối với cái phần mềm này thì các bạn mới chọn phiên bản nào lớn hơn 4 chấm thì các bạn mới mô phỏng được. Nhưng như mà các bạn chọn phiên bản V3 chấm thì các bạn sẽ không mô phỏng được. Ở đây mình sẽ chọn phiên bản V4.2. Sau khi chọn xong thì các bạn cuối cùng thì các bạn chọn Add vào. Đây có nút Add nè. Do cái phần mềm BFCX7200 này nó khá là nặng nên trong quá trình tạo nó nên hơi lâu xíu nha các bạn. Thì muốn chạy ổn định cái phần này thì cái yêu cầu máy tính của các bạn á, game phải tối thiểu là 8GB. Xong thì các bạn vào Google Game Lock. Sau đó các bạn vào main để lập trình cho nó. Đây là cái giao diện mình lập trình này các bạn. Giờ mình sẽ lập trình cho nó một cái khối nguồn. Thì đây mình sẽ sử dụng một cái tiếp điểm hường hở. Tiếp điểm hường hở này thì mình sẽ đặt là star. Và một cái tiếp điểm thường đóng là nút top đó các bạn. Và ngay chỗ này mình sẽ sử dụng một cái tiếp điểm thường hở. Và mình sẽ đặt là power. Và ngay chỗ này thì mình sẽ sử dụng một cái tiếp điểm gãy nhánh chỗ này. Tiếp điểm gãy nhánh chỗ này thì mình sẽ sử dụng một cái. Đây mình sẽ sử dụng một cái tiếp điểm hường hở. Và mình sẽ đặt nó là power. Ngay chỗ này mình sẽ kéo nó lên. Ngay chỗ này nè các bạn. Đó. Giờ mình sẽ tiến hành đặt tên cho nó. Thì muốn đặt tên thì các bạn bấm vào đây. Sau đó các bạn bấm chuột phải. Các bạn chọn Define Tab. Ở đây mình sẽ chọn cái biến là Local Memory. Và nó mặt cạnh của nó là M0.0, sau đó các bạn chọn Define. Rồi ngay cái miếng top này thì mình sẽ chọn nhấp chuột, chọn Define Tab. Ở đây mình sẽ chọn là Global Memory. Nó chọn là M0.1, sau đó các bạn chọn Define. Và bên đây là chọn Power thì các bạn chọn Define Tab.
Các bạn chọn lưu bồn memory. Không, cái này chọn lưu bồn ốc. Lưu bồn memory M0.2 thì sau đó các bạn chọn define. Thì mặc định đây là buffer, hiện đây nó cũng nhận là buffer luôn. Ở đây mình sẽ, đây là một cái khối nguồn, đây là cái mạch tự dữ các bạn. Thì khi mà mình M0.0 này lên mức 1 thì cái này nguồn điện nó sẽ đi qua nút start này, qua nút top, thì cái đèn buffer này nó vẫn sáng. Còn khi nào mà cái nút M0.2 này nè, cái nút M0.1 này mình sẽ cho nó chuyển mức logic từ 1 xuống 0, thì này nó sẽ thở mạch. Thở mạch thì cái chỗ M0.2 này nó sẽ xuống up. Này, cái này giống như cái mạch tự dữ gì đó các bạn. Rồi sau khi đây xong thì mình sẽ, giờ mình sẽ cho các bạn xem cái hoạt động của nó như thế nào. Các bạn chọn vào đây nè, download to device nè. À, ở đây các bạn phải chọn vào start CPU nè, chọn OK. Thôi mình nên lộn rồi các bạn, ở đây nè các bạn, start simulation để mình khởi động cái build sim lên đó các bạn. Sau đó các bạn chọn OK. Thì đối với phiên bản V14 thì khởi động lên thì chương trình nó tự chạy luôn. Đối với phiên bản V15 hoặc V16 thì các bạn phải bấm run nên nó mới chạy. Sau khi xong thì các bạn chọn load, chọn ngồi start on. Sau đó các bạn chọn finish. Thì đây thì mình sẽ download chương trình xuống nè các bạn, download to device. Các bạn chọn lock, các bạn chọn finish. Giờ mình sẽ xem cái trạng thái của nó, thì các bạn bấm vào đây nè, monitoring on off. Giờ mình sẽ cho tiếp điểm M0.0 lên mức 1. Các bạn bấm vào nút start này, sau đó các bạn bấm chuột phải, chọn modify to 1. Khi này lên mức 1 thì ngay chỗ này nút top nó là kính mạch, thì cái buffer này vẫn là mức 1. Giờ mình sẽ cho nó xuống mức 0. Xuống mức 0 thì nó vẫn lên mức 1 là do cái tiếp điểm M0.2 nó là mức 1. Thì phần mềm nó sẽ tự hiểu M0.2 vẫn là mức 1. Giờ mình sẽ cho cái tiếp điểm M0.1 này xuống mức 0, mức 0 các bạn. Thì modify to 0. Không, à cái này nó đang kín mạch. Giờ mình sẽ cho lên mức 1 thì nó sẽ hở mạch. Khi này lên mức 1 thì nó sẽ hở mạch, thì cái power này nó sẽ xuống mức 0. Giờ mình sẽ cho tiếp điểm này lên mức 1. À, cho nó xuống mức 0. Khi xuống mức 0 thì này nó sẽ lên mức 1 nè các bạn. Thì đó là cái lệnh, cái này là cái mạch tự dữ trong PCX7200. Giờ mình sẽ tắt cái chương trình monitoring on off này đi, để mình lập trình cho nó. Mình chọn dép. Giờ ngay cái chỗ này á, thì mình sẽ sử dụng một cái tiếp điểm gãy nhánh là cái power. Đây mình sẽ sử dụng một cái tiếp điểm gãy nhánh, mà mình sẽ sử dụng một cái tiếp điểm thường hở, mình sẽ đặt là power, là cái khối nguồn của nó các bạn. Nên mình sẽ sử dụng một cái tiếp điểm thường đóng và ngõ ra là màu xanh một. Nên mình sẽ sử dụng một cái tiếp điểm thường đóng và ngõ ra thì mình sẽ đặt là R1. Đây thì mình sẽ sử dụng một cái tiếp điểm gãy nhánh chỗ này. Đây mình sẽ chọn tới cái thằng timer. Đây mình sẽ sử dụng timer on. Timer này thì mình sẽ đặt là T1. Timer này sáng trong vòng 10 giây. Timer này sáng trong vòng 10 giây các bạn. Đây mình sẽ đặt là 10 giây, 10 up.
Cái ngõ gear này thì mình sẽ đặt là Global Output, chọn Define Tab, chọn Global Output, và nó sẽ chọn mật là copy 0.0, sau đó các bạn chọn Define. Và ngay chỗ này thì mình sẽ đặt là T1.V. Các bạn nhập T1 chấm thì các bạn cho suy sức nó ra thì mình sẽ chọn là T1.V. Rồi ngay chỗ này thì mình sẽ sử dụng một cái tiếp điểm nghĩa nhánh nữa. Và mình sẽ đặt là T1.V ngay chỗ này. Nhưng đây mình sẽ chọn là T1.V. Ở đây mình sẽ sử dụng một tiếp điểm thường thở, T1 chấm. T1.V. Ở đây tiếp điểm sử dụng thường có ra là T1 và cái timer là T2. Nên mình sẽ chọn là cái ngõ ra. Nên ra đây là I1. Chọn Define Tab, chọn Global Output. Này nó chọn là Q0.1, sau đó các bạn chọn Define. Ngay chỗ này mình sẽ sử dụng một cái tiếp điểm nghĩa nhánh. Đây mình sẽ sử dụng một cái timer T-on chỗ này. Thì timer này mình sẽ đặt là T2. Timer này có thời gian là 5 giây. Đây mình sẽ chọn một cái tiếp điểm thường đóng chỗ này là T2.Q. Đây mình sẽ sử dụng hai cái tiếp điểm thường đóng. Đây này các bạn. Đây mình sẽ sử dụng hai cái tiếp điểm thường đóng là T1.Q và T2.Q để chi sức nó ra R2. Để mình sử dụng ngay cái tiếp điểm thường đóng. Mình đặt là T1.Q. Ở đây mình sử dụng thêm tiếp điểm nghĩa nhánh nữa. Tiếp điểm thường đóng T2.Q. Thì hai cái ngõ ra này mình sẽ nói chung lại. Khi nào mà hai cái thằng T1.Q nè và T2.Q này nó hở mạch á, thì cái mình sẽ chi sức cái ngõ ra là R2. R2 thì mình sẽ chọn Define Tab, chọn Global Output, nó chọn là Q0.2, sau đó các bạn chọn Define. Giờ ngay chỗ này thì mình sẽ chọn chi sức cái ngõ ra là T2.Q. T2.Q. Mình sử dụng tiếp điểm thường hở. Nên mình đặt là T2.Q. Đây mình sẽ khi nào mà T2.V này lên mức 1 thì mình sẽ cho sáng cái đèn xanh 2. Đèn xanh 2 thì là R2. Và mình sẽ sử dụng cái timer T3. Mình sẽ cho sáng cái đèn xanh 2. Sử dụng timer T-on. Nên mình sẽ đặt là T3. Sử dụng tiếp điểm nghĩa nhánh chỗ này. Đây mình sẽ đặt là T3. Thời gian sáng của thằng này là 10 giây. Đây thì mình thi này, mình thi thằng nào mà khi mà T3 này lên mức 1 á, thì cái thằng này sẽ
sẽ ngắt cái đèn màu xanh 2 này, thì mình sẽ sử dụng một cái tiếp điểm thường thường đóng chỗ này là T3.Q. Đây mình sẽ chọn là T3.Q. Ngay chỗ này thì mình sẽ gây nhánh, ngay chỗ này thì mình sẽ chọn là ngón ra là T3.Q. Thì mình sẽ suy sức cái đèn màu màu chèn 2 nó sẽ sáng. Nên mình sẽ chọn là cái đèn vàng 2. Nút bộ output này mình chọn nút bộ output luôn. Ở đây thì mình sẽ sử dụng thêm cái điểm thường hở ở chỗ này nha. Mình sẽ đặt là T3.Q. Ngay chỗ này thì mình sẽ sử dụng một cái tiếp điểm thường đóng. T2 này mà lên mức 1 thì ngon. Khi nó chuyển, khi nào mà T3.Q và T4.Q thì nó xuống mức 0 thì cái đèn nè, đèn đỏ 1 thì nó sẽ sáng. Thì đèn đỏ 1 thì mình sẽ đặt là R1. Nên mình đặt là T3.Q. Như là T4. Như chỗ này mình sử dụng thêm cái hammer nữa các bạn ạ. Hammer T on này mình sẽ đặt là T4. Này mình sẽ lại sáng trong vòng 5 giây. Chỗ này thì mình chi sức cái ngõ ra của T4.Q. Thì hai này mình sẽ nối lại. Và mình sẽ cho nó sáng cái đèn đèn đỏ 1. Chọn Define Tab, chọn Global Output. Sau khi xong thì mình chọn Define. Còn như vậy là mình đã làm xong cái đèn giao thông rồi đó các bạn. Giờ mình sẽ cho nó thực thi chương trình các bạn. Giờ mình sẽ cho nó mình sẽ nói về cái nguyên lý hoạt động của nó. Thì khi mà mình nhấn Start thì cái đèn bó, cho power nguồn thì nó sẽ có. Khi này power lên mức 1 á, khi nó lên mức 1 thì cái timer này nó T1 thì nó sẽ đếm đến khi nào mà cái ngõ ga Q này nè, T1.Q mình nó đang kính mạch. Khi nào mà T1.Q này lên mức 1 thì cái T1.Q chỗ này nè thì nó sẽ hở mạch. Hiện tại nó đang đóng thì nó sẽ hở mạch. Hở mạch thì cái đèn xanh 1 này nó sẽ tắt. Khi nào mà T1.Q này nó đang hở mạch nè, khi nào nó lên mức 1 á thì cái này nó sẽ kính mạch, nó sẽ đếm thì nó sẽ nguồn điện nó đi vào đây và nó sẽ vào cái timer T2 này thì nó sẽ đếm trong vòng 5 giây. Sau 5 giây thì cái ổ ga của T2.Q này nó các bạn thì nó sẽ hở mạch. Nó sẽ hở mạch thì lúc này cái đèn vàng 1 nó sẽ tắt. Khi nào cái đèn vàng 1 nó sẽ tắt thì cái nó tắt thì cái thằng T1.Q này nè và T2.Q này nó sẽ sáng, nó sẽ là mức 1 đó các bạn.
thì nó sẽ sáng, thì nó sẽ kích vào cái đèn đèn đỏ đỏ hai, nó sẽ sáng. Và khi nào mà T T2 chấm quy này nè, thì nó đang hở mạch, thì nó lên mức ngó ga này, nó đếm trong vòng 5 giây á, thì ngó ga T2 chấm quy này thì nó sẽ lên mức 1, thì thằng này nó sẽ kín mạch. Kín mạch thì nó sẽ kích vào cái hammer T3 này, nó sẽ đếm đếm trong vòng 5 giây thì cái thằng T3 chấm quy này nó sẽ hở mạch, thì đèn xanh hai nó sẽ tắt. Thằng này nó hở mạch thì khi nào nó đếm đến 10 giây thì cái thằng T3 chấm quy này nó đang hở mạch thì nó sẽ kín mạch. Kín mạch thì nó kích vào cái timer T4 này. Timer T4 này nó sẽ đóng đóng lại, thì khi nào con ga này nó đếm được 5 giây á thì cái thằng này nó sẽ bình thường á, thì nó đang làm mức 1 thì nó sẽ hở mạch. Hở mạch thì cái đèn đèn đỏ đỏ 1 thì nó sẽ sáng. Giờ mình ở đây là mình đang chưa có mạch, đây mình đang là thiết kế là mạch chỉ có nó đếm chỉ có một lần duy nhất thôi. Giờ mình muốn cho nó lặp lặp lại thì mình sẽ muốn muốn lặp lại thì ngay chỗ cái timer T1 này nè các bạn. Thôi để muốn reset được cái thằng timer T1 này thì mình sẽ sử dụng một cái tiếp điểm thường hở. Thường hở này mình sẽ đặt là T4. Mình sẽ chi sức cái ngõ ga của thằng T4 ở chỗ này. Để khi hàng nào mà khi nào mà T4 rồi ngay chỗ này các bạn, đây mình sẽ sử dụng một cái tiếp điểm thường đóng chỗ này. Khi nào mà T4 chấm quy này nó lên mức 1 á, lên mức 1 thì cái chỗ này thì nó sẽ ngay chỗ này nè, T4 chấm quy này nó sẽ hở mạch. Hở mạch thì cái timer T1 này nó sẽ reset. Khi nó sẽ reset thì mạch nó sẽ đếm lại từ đầu các bạn. Hiện đây mình muốn lặp lại thì mình sẽ sử dụng cái timer T4.V và tiếp điểm thường đóng của nó. Giờ mình sẽ load chương trình xuống cho các bạn. Bấm load chương trình. Giờ mình sẽ chọn monitoring on off. Giờ mình sẽ cho M0.0 này lên mức 1. Thì cái timer này nó sẽ đếm rồi. Đây nó đang đếm được 3 giây. Khi nào đếm tới 10 giây thì cái đèn xanh 1 thì nó sẽ tắt. Và cái đèn vàng 1 thì nó sẽ sáng. Sáng trong vòng 5 giây. Thì cái đèn xanh 2 nó sẽ sáng. Sáng đủ 10 giây thì cái đèn đủ 10 giây thì cái này kính mạch nè. Kính mạch thì cái đèn vàng 2 nó sẽ sáng. Đèn vàng 2 sáng trong vòng 5 giây thì nó sẽ lặp lại chương trình trên đây nè các bạn. Đó. Khi nào mà cái đèn T3.V và T4.V này nó xuống mức 0 thì cái đèn đèn đỏ 1 thì nó sẽ tắt. Là tại vì trong cái chương trình của mình á, là cái đèn đỏ 1 này nó sáng trong vòng 15 giây. Có nghĩa là khi nào mà cái đèn xanh nó sáng trong vòng 10 giây cộng với cái thời gian sáng của đèn vàng 5 giây nữa thì cái đèn là đèn đỏ nó sáng trong vòng 15 giây các bạn. Thì đây mình sử dụng hai cái tiếp điểm thường đóng nè. Khi nào mà nó xuống mức 0 á thì qua cái thằng T4 nó xuống mức 0 thì đèn đỏ 1 thì nó sẽ tắt. Thì bình thường thì cái đèn đỏ 1 thì nó sẽ sáng. Ok, giờ mình sẽ cho nó lên cái màn hình giao diện HDMI nha các bạn. Giờ mình sẽ tắt nó đi. Muốn cho nó lên giao diện HDMI thì các bạn chọn Add New Device. Để chọn màn hình HDMI, các bạn chọn Schematic Basic Panel. Ở đây mình sẽ chọn màn hình 7 inch. Ở đây mình sẽ chọn vào đây nè các bạn, KTB 700 Basic. Và mình sẽ chọn cái chuẩn là GoFinet, là chuẩn mạng truyền thông các bạn. Sau đó các bạn chọn OK.
Không dạy mình bị sức khỏe mình không được đảm bảo các bạn. Mình mới đi tiêm vaccine mũi ba có Astra các bạn, rồi bị hành nên mình không có làm video được. Hôm nay mình thấy khỏe khỏe nên mình làm video cho các bạn xem. Tại hai mũi đầu mình chích vaccine của Trung Quốc, cái mũi thứ ba thì mình chích vaccine của Anh các bạn, mũi Astra nên giờ nó bị hành nên mình khá là mệt. Đây là cái khi mà nó tạo ra chương trình thì nó sẽ, đây mình các bạn chọn nét, ở đây các bạn chọn nét tiếp, nó hỏi là có hiện cái cảnh báo này kia đâu không á, ngày giờ không thì các bạn chọn nét. Mình nó các bạn đã dấu bật tích vào đây hết luôn đi, các bạn chọn nét. Booking thì các bạn tạo một cái màn hình con, ở đây mình sẽ đặt là đèn giao thông chẳng hạn. Ở đây các bạn chọn nét. Như chỗ này thì cái chỗ header nè thì mình sẽ chọn một cái, các bạn chọn có thể chọn là cái tên cái trường đại học của các bạn, hoặc là các bạn có thể chọn cái tên công ty của các bạn á. Thì bạn nào ở Đại học Sư phạm Hồ Chí Minh thì chọn logo của trường đó, Đại học Công nghiệp hay là Đại học Bách khoa thì các bạn có thể chọn. Hôm nay mình chọn mình học Đại học Cần Thơ thì mình có thể chọn cái logo của Đại học Cần Thơ. Thì ở đây thì mình không chọn logo của trường mình mà mình sẽ chọn tên logo của công ty của mình, nơi các bạn làm á, thì các bạn chọn vào ground nè. Hiện nay mình làm ở đây nè, điện tử Song Phú nè, thì mình sẽ chọn vào đây, sau đó các bạn chọn upfront. Nếu như mà các bạn không chọn cái logo đó thì mặc định trong cái phần PC sim thì nó sẽ chọn cái logo của Siemens. Sau khi xong thì các bạn chọn next, các bạn chọn nét tiếp. Ở này thì các bạn chọn màu đèn giao thông, các bạn chọn nét. Sau đó thì các bạn chọn finish. Một cái giao diện cái màn hình HMI nó đã tạo ra cho các bạn. Thì các bạn muốn xem nó thì các bạn bấm vào đây nè. Bên cái thanh công cụ bên trái của các bạn thì nó có cái màn hình HMI KPT 700 Basic. Thì các bạn nó có cái màn hình Vim là các bạn Vim, thì trong cái Vim này thì nó có cái đèn giao thông mà mình vừa tạo á, thì các bạn bấm vào đây mình sẽ kéo nó lên đây. Ngay chỗ này thì mình sẽ sử dụng một hai cái nút nhấn là nút Start và nút Top. Đây mình sẽ chọn là cái nút Start. Nút Start này thì mình sẽ cấu hình như thế nào? Các bạn chọn nhấp chuột phải, chọn Property. Thì trong cái nút Start này thì các bạn chọn bộ cái Top Depend đó các bạn. Thì cái chọn chỗ Lift nè, chỗ Wheelie nè. Thì các bạn chọn vào Set Width. Mình sẽ cho lên nút 1. Set Width. Mình muốn set bit máy thì các bạn bấm vào dấu ba gạch bên đây. Các bạn chọn vào PC tab, chọn Define tab. Thì cái ta của mình là set cái bit là M0.0 thì các bạn chọn vào đây. Sau đó các bạn chọn vào dấu tích xanh chỗ này. Đó, nó là chọn vào set cái bit ta rồi đó các bạn. Và cái chỗ ghi ly thì mình sẽ chọn cái bit là reset. Mình sẽ chọn bit là reset bit. Reset bit này thì mình muốn reset cái bit star đó. Thì các bạn chọn vào M0.0. Sau đó các bạn chọn vào tích xanh. Giờ mình sẽ copy nó. Copy cái thằng nút ta này và mình sẽ cho nó vào cái nút top. Ở đây mình sẽ đặt tên lại là cái nút stop. Ở đây mình sẽ chọn vào property. Chỗ reset này nhé, thì mình không chọn nút ta nữa mà mình sẽ chọn cái nút stop.
để file tab. Thì mình sẽ chọn vào cái nút top và cái địa chỉ của nó là m0.1. Và nút release thì mình sẽ chọn vào cái nút stop. Và chọn dấu tích xanh này. Và ngay chỗ này mình sẽ sử dụng một cái số kích đèn dấu không nè. Ngay chỗ này thì mình chọn góc chuột phải, chọn property. Cái đèn này mình không chọn vào cái tab event nữa mà các bạn chọn animation. Trong cái tab animation này các bạn chọn vào display. Trong display thì các bạn bấm vào đây nè. Chọn add new animation nè. Thì các bạn chọn vào cái muốn đèn nào thì các bạn bấm vào đây. Các bạn chọn vào PC tab, chọn Define tab. Ở đây mình sẽ chọn vào đèn xanh 1. Sau đó các bạn vô chọn bên đây, vô tích xanh này. Chọn cái gao này, cái chỗ up new á. Thì các bạn chọn vào mức 0. Thì khi mức 0 á thì mình sẽ cho nó là khi mức 0 thì mình sẽ cho nó là màu xám chẳng hạn. Và cái viền của nó là màu đen. Và cái lasting là cái nó có chớp tắt hơn, mình chọn no. Và cái chọn số 1 này á, khi mà nó lên mức 1 á thì mình sẽ cho nó là màu xanh lá. Chọn màu xanh lá. Và cái viền của mình á, cái viền của mình thì mình sẽ chọn màu xanh lá luôn. Sau khi xong thì mình sẽ chọn vào copy đó. Mình chọn V, mình dán vào copy đó. Về cái đèn thứ hai mình sẽ cho nó lại màu vàng đi. Vào PC tab, chọn Define tab. Màu vàng mình sẽ chọn là Y1. Và ngay chỗ cái này nè, nên khi nó lên mức 1 á, khi lên mức 1 thì mình sẽ cho nó là màu vàng. Và cái đèn màu đỏ mình sẽ chọn là PC tab. Mình sẽ chọn là Z1. Sau đó các bạn chọn tích đây. Nên mình sẽ chọn là màu đỏ. Và cái viền của nó là màu đỏ luôn. Và mình sẽ không có chọn chớp tắt. Giờ mình sẽ copy nó. Copy mấy cái này. Mình chọn C. Và mình sẽ dán vào bên đây. Màu xanh này mình sẽ copy, mình chọn C và thành chọn V. Ngay chỗ này thì mình sẽ chọn là màu xanh 2. Và ngay chỗ này thì mình sẽ chọn là vàng 2. Chỗ nem này các bạn thì các bạn chọn một dạng 2 BC tab, Define tab, mình chọn dạng 2. Và cuối cùng là màu đỏ. Màu đỏ này thì mình sẽ chọn là màu đỏ 2 BC tab, Define tab, chọn là đỏ 2. Giờ mình sẽ copy nó. Để tiện thì mình sẽ chọn copy như này. Mình sẽ dán. Rồi đó các bạn. Giờ mình thấy chưa, nó có được đẹp lắm. Giờ mình sẽ thay đổi cho nó đẹp xíu các bạn. Rồi đó. Giờ mình sẽ kẻ một số cái đường để mình thấy giống như cái đèn dấu không các bạn.
Rồi ok đó các bạn. Giờ mình sẽ cho nó chạy. Các bạn vào chương trình main. Vào chương trình main thì các bạn chọn vào monitoring nè. Đó. Cho nó chạy cái chương trình main trước. Và các bạn vào cái đèn dấu không nè, cái màn hình đèn dấu không á. Trên đây nè thì các bạn chọn vào Start Simulation. Các bạn chọn OK. Nó đang tạo ra cái màn hình cho các bạn. Đây cái màn hình của mình là cái đèn dấu không nè. Và nó có hai cái nút Start và nút Stop nè. Chương trình mình nó đang chạy, giờ mình sẽ nhấn nút Stop. Rồi, như nhận. Sao cái nút Stop mình nhấn không được Start. Cục phải vào Property. Đúng rồi, cái nút thì quên. Rồi đó các bạn. Giờ mình sẽ chương trình mình nó đang tắt nè. Giờ mình sẽ nhấn nút Start. Đó. Khi mình nhấn nút Start thì mạch nó đang hoạt động rồi đó. Giờ cái đèn màu xanh á thì nó sáng trong vòng 10 giây. Sau đó cái đèn đỏ sáng, đèn vàng sáng trong vòng 5 giây. Và cái đèn đỏ thì nó sáng trong vòng 15 giây. Giờ đèn xanh, đèn xanh là tới đèn vàng. Đèn này vàng 2. Và cái đèn đỏ 2 thì khi đèn đỏ 2 thì cái đèn xanh 1 nó sẽ sáng. Đèn xanh 1 sáng đó các bạn. Giờ mạch nó cứ luân phiên chạy tới chạy lui đó các bạn. Là do cái tiếp điểm mà T4.Q nè. Mình nhờ cái tiếp điểm T4.Q để reset mạch của thằng Hammer T1 á. Nên mạch nó cứ điếm. Giờ đèn xanh 1 và đèn đỏ 2. Thì các bạn bên đây nè các bạn. Nè, khi đèn xanh 1 và đèn vàng 1 thì nó sẽ sáng đèn đỏ 2. Còn đỏ 1 thì cái đèn xanh 2 thì nó sẽ sáng. Đèn 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 đỏ 2 thì nó vẫn sáng như các bạn. Giờ mình sẽ nhấn nút Stop. Nhấn nút Stop thì mạch nó sẽ không có chạy nữa. Và mình sẽ nhấn nút Start. Giờ mình sẽ nhấn nút Stop nè. Đó. Giờ mình sẽ nhấn nút Start lại nè. Thì cái bên giao diện màn hình HMI nó hoạt động sao thì bên cái thằng giao diện của chương trình main thì nó hoạt động giống vậy các bạn. Như vậy thì mình đã giới thiệu cho các bạn cái lập trình cái đèn giao không. À đây là các bạn cái trong cái lúc nãy thì mình chọn cái logo của trên công ty của các bạn á thì nó sẽ nằm đây nè. Mình sẽ chọn cái logo của Sâm Phú thì nó đã logo nằm đây. Nếu như mà các bạn không chọn cái logo của trên công ty của các bạn á thì mặc định nó sẽ để là
logo của Siemens hoặc là cái tên logo của trường đại học của các bạn á. Giờ mình đẩy logo của chỗ mình làm thì nó sẽ hiện ở đây. Giờ mình sẽ nhấn nút stop. Mình sẽ nhấn nút start. Thì video về hướng dẫn cho các bạn lập trình BC X7200, lập trình về cái đèn giao không của sử dụng cái phần mềm Terra Broadway 14 của mình đến đây xin kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu thấy hay hãy cho mình xin một nút like và một nút đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực ra nhiều video hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp.